xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Quý đạo hữu có khỏe không? Có lạnh không? Thời tiết hôm nay thì tương đối lạnh một chút, nhưng mà chúng ta ngồi trong một cái khung cảnh đầm ấm trang nghiêm như thế này thì chắc chắn là cái sự rét lạnh ở bên ngoài không đủ khả năng để ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu quý đạo hữu nào cảm thấy lạnh thì hoan hỷ cho biết để những người phụ trách có thể thắp lên những cái mây sưởi đang có mặt ở chung quanh quý đạo hữu. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ đến quý đạo hữu về ba cái ấn tính. Hay là nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là ba cái dấu ấn. Và ba dấu ấn này là ba dấu ấn đặc hữu của Phật giáo, để giúp cho mỗi một chúng ta khi nghe một bài giảng, tụng đọc một cái bài kệ, bài sám nguyện nào, hay là một cái luận văn dù của bất cứ ai, chúng ta có thể biết chắc đó là những bài giảng, những luận văn chuyên chở những giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải là những luận văn hay là bài giảng nội hàm tà kiến hay là pha kiến. Thì ba cái dấu ấn này, thưa quý đạo hữu, dấu ấn đầu tiên đó là vô thường, thứ hai là khổ, và thứ ba là vô ngã. Vô thường, khổ và vô ngã là ba cái ấn tính. Và dựa vào ba cái dấu ấn này, chúng ta có thể xác định được là chánh pháp hay là tà pháp, bởi vì nó như một ấn chứng mang tính cách pháp định trên nền tảng của chân lý giải thoát giác ngộ do Đức Phật khai thị.
Trước hết chúng ta tìm hiểu cái dấu ấn đầu tiên, đó là vô thường. Tiếng Phạn là Anicca, Anicca. Tiếng Anh nó là impermanent, impermanent. Hán Việt là vô thường. Vô có nghĩa là không. Thường là thường hay là thường của. Vô thường tức là không thường hành. Và sự vô thường này nó bao gồm tất cả mọi hiện hữu, dù đó là những pháp thuộc về tâm hay thuộc về vật. Đối với cơ thể vật lý của chúng ta, nó gồm có 5 cái nhóm, mà nhóm đầu tiên gọi là sắc uẩn, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn là một nhóm mà nó gồm có đất, nước, gió, lửa, tức là địa, thủy, hỏa, phong. Thì cái nhóm này nó cũng luôn luôn biến đổi, sinh diệt trong từng mỗi một khoảnh khắc. Cứ lấy một cái thí dụ, cơ thể của mỗi một chúng ta được tạo thành hàng nghìn tỷ tế bào, tức là cell. Và mỗi một tế bào có cấu trúc và chức năng riêng. Và những nhà khoa học ngày hôm nay đã cho biết là trong cơ thể của chúng ta có khoảng từ 37.2 nghìn tỷ tế bào. Và nó gồm khoảng 200 loại tế bào khác nhau, như là tế bào hồng cầu, tế bào cơ, tế bào da, tế bào thần kinh, tức là neuron, và tế bào mỡ. Và mỗi một cái nhóm tế bào như vậy, nó cũng thay đổi một cách liên lỉ. Cứ lấy một cái thí dụ, nếu những ai bị nghiện thuốc lá, thì cứ mỗi điếu thuốc lá như vậy, người sử dụng sẽ hít vào trong cơ thể của mình trên 7.000 loại hóa chất độc hại. Trên 7.000 loại hóa chất độc hại. Và trong đó có 69 chất gây ung thư, tức là cancer. Nhưng mà dù không hút thuốc lá đi nữa thì theo cái quy luật vô thường, mỗi tế bào nó vẫn thay đổi, có cái sự phát triển, có cái sự hủy diệt để những tế bào khác nảy nở. Một cái thí dụ khác, đối với những người nghiện bia hay là rượu, thì những nhà y học đã cho thấy rằng là cứ uống 50 gram cái loại rượu hay là bia mỗi ngày thì có khoảng 100.000 tế bào não sẽ bị giết chết. Khi uống một ly bia, 100.000 tế bào não, neuron sẽ bị giết chết. Nó làm cho cái não của chúng ta teo lại. Và ngày xưa Đức Phật đã dạy là không được uống rượu, vì Ngài thấy rõ cái sự nguy hiểm của rượu, tự giết chết chính mình, tước đi cái lý trí, không còn cái sự sáng suốt, có thể có những cái hành động quấy rối tình dục, có những cái ngôn ngữ không có được cao thượng, vân 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 vân. Nhất là lái xe mà khi bị say xỉn thì đương nhiên là gây ra
tai nạn cho chính mình và cho nhiều người khác. Cái trường hợp mất ngủ hay chỉ là bị stress, bị trầm cảm, bị nghiện ma túy vân vân, nó cũng tạo ra vô số hiểm họa. Nhưng mà ở trong một cái tình trạng bình thường thì những cái tế bào của chúng ta, như chúng tôi đã thưa, vì nó bị chi phối bởi vô thường cho nên nó sinh diệt, biến dị. Rồi cái tâm thức của chúng ta, dòng tư tưởng đang trôi chảy một cách miên mật, liên lỉ như là một dòng sông. Mà nhiều lần chúng tôi đã thưa, lúc thì vui, lúc buồn, lúc tuyệt vọng, lúc thất vọng, vân 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 vân. Bản thân mình cũng không hiểu được, chứ đừng nói là những người chung quanh chúng ta. Mình không hiểu tại sao hôm nay mình buồn quá, không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay mình cảm thấy căng thẳng, bực bội, ai nói ra cái điều gì. Bình thường mình không cảm thấy khó chịu mà hôm nay là có vẻ khác thường. Mình không hiểu chính mình thì nói gì đến những người chung quanh, nhất là những người xa lạ có thể hiểu được chúng ta. Có những cái sự thay đổi lạ lùng, bất chợt. Đúng rồi, những cái hoàn cảnh chung quanh, những cái vật thể khác, như là trái đất, trái đất cũng đang vận chuyển chung quanh mặt trời. Mà theo tài liệu của Đại học Cornell, khoảng 107.000 km trên một giờ. Nhưng mà chúng ta ngồi đây, chúng ta có thấy trái đất đang quay không? Có một cái vận tốc 107.000 hơn trên một giờ. Nhưng mà chúng ta thấy như mọi sự đang bất động. Và bản thân của mặt trời cũng vận hành theo một cái quỹ đạo của dải ngân hà. Ngày xưa thì chúng ta học rằng là mặt trời là định tinh, nhưng ngày hôm nay với sự phát triển của khoa học, mặt trời cũng chung quay quanh, tức là nó cũng quay theo một cái vận tốc là 45.000 km trên một giờ. Nó tương đương với 1,61 triệu km trên một giờ. Mặt trời cũng quay. Và mặt trời cách trái đất của chúng ta 8 phút vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là một vận tốc rất là nhanh. Ví dụ như mặt trời bây giờ nó sẽ bị tắt đi vì nó đã thiêu đốt hết nhiên liệu. Đó là cái cách nói. Thì 8 phút sau trái đất này sẽ tối thui, mới bị ảnh hưởng bởi vì cái khoảng cách của nó là 8 phút ánh sáng. Thì cái dải ngân hà, mà cái tên của khoa học bằng tiếng Anh là Milky Way, nó cũng luôn luôn vận chuyển. Cho nên nói chung với cái quy luật vô thường thì không có gì có thể đứng yên ở một cái trạng thái bất động. Nothing staying the same forever. Nothing staying the same forever. Không có bất cứ hiện tượng nào có thể đứng yên trong một cái nguyên trạng một cách hằng hữu, mà nó luôn luôn vô thường, nó luôn luôn vô thường. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú, ở Pháp Kệ số 147, thưa quý đạo hữu, Đức Phật đã dạy như thế này: Behold this beautiful body, a mass of souls, a heap of lump disease, but tool in which nothing lasts, nothing persists. Có nghĩa rằng là nhìn hình hài xinh đẹp, một khối nặng khổ đau, bệnh tật nhiều, lo nghĩ có gì
vĩnh cửu đâu. Thấy bên ngoài đẹp, sang cả, nhưng mà có một số người bên trong là một ổ vi trùng, mỗi ngày phải uống hàng chục loại thuốc. Có những người tuổi hãy còn rất trẻ, bệnh những cái chứng bệnh như là ung thư, nghiệt ngã, và tự thân đã cướp đi sự sống của mình. Và nếu mà không thấy được cái bản chất vô thường hiểm hóa của một đời người, có thể giận như trường hợp có một người trẻ lắm bước đến đây đã nói với chúng tôi: bạch thầy, con đang bị ung thư 2 năm rồi, con giận lắm. Và chúng tôi hiểu ra được, con trẻ thấy mọi người tết về chùa bằng áo đẹp, vui hớn hở, nhưng mà bản thân mình thì ung thư hành hạ đau nhất. Đó là chưa nói đến cái việc phải đối diện với những cái sợ hãi trước khi chết. Giận là vì mình còn trẻ, mình còn có cơ hội, có điều kiện để phục vụ tha nhân, nhưng mà mình sẽ phải vĩnh viễn ra đi ở một cái thời điểm rất gần. Tất cả chúng ta, như chúng tôi đã thưa, ai rồi cũng sẽ phải chết cả. Nhưng mà mình cảm ơn vô thường, vì nhờ vô thường mà có những cái sự hy vọng, có cái sự thay đổi. Nếu mà không vi thường, không vô thường, mọi sự cố định, mình tu làm gì, mình học làm gì, mình nỗ lực làm gì. Cho nên vô thường rất là nguy hiểm, nhưng nó cũng là một người bạn rất tốt của chúng ta. Nếu chúng ta thấy rõ được cái bản chất của vô thường, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, kể cả sợ hãi cái chết. Bởi vì chết không phải là kết thúc mọi sự, mà chết rồi tùy theo cái nghiệp mà mình tạo, tạo cái thiện nghiệp, mình sẽ sinh vào một cái cảnh giới đẹp hơn, tốt hơn, tuổi thọ nhiều như là những cái thế giới mà Đức Phật dạy 16 triệu tuổi, 32 triệu tuổi. Thế giới của Đức Phật A Di Đà, thế giới cực lạc, vĩnh viễn, sống một cách vĩnh hằng, chứ không phải cuồng điếm bằng những cuồng số của tuôn học được. Cho nên mỗi một chúng ta khi hiểu được cái dấu ấn về vô thường rồi, mình không những khẳng định được giáo pháp do một ai đó giảng là Phật pháp hay là phi pháp, mà bản thân mình có thể sống một cách an nhiên, tự tại, giải thoát ngay cả những cái lúc mà mình đang ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Cái điều này không phải là dễ khó, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái sự khổ đau. Thì ở đây cái bài kệ mà Đức Phật dạy là: ai có thể khước từ tham ái thì người đó sẽ rũ bỏ khổ đau. Như là trong cái pháp kệ của kinh Pháp Cú số 336, Ngài dạy rằng là: whoever in the world overcome despair and truly craving from him sorrows fell away like water robbed from a lotus leaf. Whoever in the world overcome despair and truly craving from him sorrow fall away like water robbed from a lotus leaf. Có nghĩa rằng là ai sống trên đời điều ngự được tham ái, khổ đau cũng sẽ vượt khỏi như nước trượt lá sen. Mình sẽ vượt ra khỏi những cái sự khổ đau, dù mình đang đối diện với khổ đau,
chẳng khác nào như là nước mà nó đổ trên lá sen thì nó tuột đi, chứ nó không có đậm lại. Do vậy mà muốn giải thoát khổ đau, mình phải từ bỏ những cái tham dục. Cái dấu ấn thứ hai đó là gì? Đó là khổ. Đó là khổ. Tiếng Phạn là dukkha, tiếng Anh là suffering hay là sorrow. Sorrow. Khổ ngoài cái ý nghĩa khổ đau, khó chịu, những cái cảm giác không tuệ ý, nó còn mang cái ý nghĩa của sự bất tu. Sự bất tu. Khổ gồm có ba loại căn bản, đó là khổ, khổ, hành khổ và hoại khổ. Và còn chia ra 8 loại, đó là sanh, già, bệnh, chết, là 4 bản thân của cái thân ngũ ấm này cũng là khổ, bởi vì đối diện với vô số những cái lo lắng, những cái khổ đau. Rồi khi mà chúng ta xa lìa người thân của mình, như là cha mẹ, anh em, con cái, vân vân, họ đã vĩnh viễn ra đi, mình khổ lắm. Cầu mong điều gì mà không được là khổ, cầu bất đắc khổ. Rồi những người mà mình không ưa, thù nghịch, mà mình phải đối diện khổ lắm, uống tánh hội tù khổ. Nói chung đời sống của chúng ta không lúc nào mà không khổ đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế không phải là đưa ra những cái tư tưởng tiêu cực, yếm thế, chán đời, mà là một nhắc nhở. Bởi vì ngồi cái việc dạy chúng ta ý thức rõ đời sống này là khổ đau, là tạm bỡ, Đức Phật còn chỉ cho chúng ta thấy nguồn gốc nào đã đưa dẫn đến khổ đau. Và Ngài còn trao cho chúng ta một giải pháp thay thế, đó là thay thế cái cõi giới khổ đau này bằng cảnh giới cực lạc, bằng cảnh giới niết bàn, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Và Ngài đã dạy cho chúng ta một phương pháp để giải khổ, một cuốn đường, một pháp môn tu tập để mà giải thoát sự khổ đau. Chứ không phải là Ngài chỉ nói cuộc đời này là bởi khổ rồi dừng ở đó. Có nhiều người hiểu lầm cho rằng ô, đạo Phật sao mà bi quan yếm thế vậy, suốt ngày cứ nói khổ 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 khổ. Có nhiều người ngộ cho nên cười. Đúng, bởi vì không hiểu. Cho nên trong giáo pháp Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã nói trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân ở tại vườn Lộc Uyển, lần đầu tiên để độ cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như, là bài pháp nói về 4 cái sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Thì chúng ta hiểu được cái dấu ấn thứ hai để vừa xác quyết được cái chân lý nó đang có mặt ở trong một cái cuốn sách, cuốn kinh nào đó, nhưng mà đồng thời cũng từ thắp sáng chính mình. Nhờ ý thức rõ cuộc đời này khổ mà mình cảm ơn cái sự khổ đau, vì nó nhắc nhở mình phải nỗ lực tu trì để giải thoát khổ đau và giải thoát khổ đau cho tha nhân. Cái dấu ấn thứ ba đó là gì? Vô ngã. Thưa quý vị, vô ngã tiếng Phạn là anatma, tiếng Anh nó là non-self. Non-self. Đây là một giáo pháp đặc thù của Phật giáo. Vì cái tính liên hệ trung điệp của mọi hiện hữu, không có bất cứ một hiện tượng nào có thể hiện hữu một cách độc lập. Dù là con người, chúng ta có cái thân này, nhưng mà chúng ta phải vay mượn không khí ở bên ngoài, cơm nước vân vân mới có thể tồn tại được. Dù ở trong thân thể của chúng ta có một số lượng nước nhưng mà chưa đủ, chúng ta phải vay mượn từ bên ngoài.
Nếu mà thiếu nước, thiếu không khí, thiếu cơm, thiếu rau, thiếu áo quần vân vân, ánh sáng mặt trời, nói chung thiếu một hột bụi cũng không thể sống được. Tất cả đều nương tựa vào nhau để hiện hữu và tạo thành nhiều cái sự liền hữu của nó. Đấy là một mối liên hệ chân thực mà trong thuật ngữ của Đạo Phật gọi là mối liên hệ duyên khởi. Và nhờ hiểu ra được chân lý này, cho nên chúng ta sống một đời sống ung dung, độc lập, tự chủ và rút bỏ mọi cái sự sợ hãi. Trong đó có đau khổ, bởi vì mình ý thức mọi sự đều là vô ngã. Thường chúng ta chấp ngã cho cái này là của tôi, cái này là tôi, cái nhà này của tôi, người này là bạn của tôi, người này vợ của tôi, người này là chồng của tôi, người này là cha của tôi, vân vân. Cái khái niệm cái được gọi là tự thân, tự ngã và ngã sở, nó làm cho chúng ta bị trói buộc. Đương nhiên đó, không phải là mình phủ nhận tất cả, nhưng trên căn bản của kiến giải về vô ngã, khi mình gặp phải những cái biến động, mình sẽ không bị nó dìm mình xuống một cái vùng khổ đau bất tận như là một bể khổ. Mà ngược lại, mình có nhiều khả năng để vượt thoát và giúp cho những người khác vượt thoát được sự khổ đau. Có những người thương con quá, con của mình mất một cách đột ngột, ăn không được, ngủ không yên, cuối cùng là điều kiện sức khỏe đang tốt bị sụp đổ, không thiết tha gì với công ăn việc làm. Từ đó phải đón nhận vô số thất bại. Có những người vì người yêu của mình phản bội, nhất là Việt Nam, cho nên đã tự tử. Tại sao mình phải buộc mình vào ở một cái tình yêu mà người ta không chung thủy, rồi mình tự kết liễu sự sống của mình? Hay chả là vì thương yêu mù quáng một ai đó, ghen tuông, mình tạt axit vào một người mà mình cho là tình địch. Cuối cùng mà thì chẳng những tạo cho người được gọi là tình địch khổ đau, mà mình tự chuốc lấy sự khổ đau vì phải đối diện với pháp luật, phải trả một cái giá khá đắt. Cho nên hiểu được cái lý duyên khởi vô ngã, mình sẽ giải thoát lên trên những cái khổ đau mà bình thường chúng ta không đủ khả năng để giải thoát được. Hiểu được cái nguyên lý vô ngã, mình sẽ giải quyết được nhiều cái vấn nạn lớn cho mình, cho xã hội. Cứ lấy một cái thí dụ ngày hôm nay, chiến tranh xảy ra. Tại sao? Vì cái tâm chấp ngã, cứ cho là của mình, của mình, của mình, và không quan tâm gì đến cái quyền lợi, đến cái sự sống của những người khác, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm, lên nhân quyền, tước đi sự tự do dân chủ của những người khác, của những quốc gia khác. Chỉ cần áp dụng giáo lý vô ngã của Phật giáo và đời sống thực tế là chúng ta đã giải quyết được rất nhiều cái vấn nạn lớn của thế giới nhân loại hiện nay. Bản thân cũng mỗi một chúng ta hiểu được ba cái dấu ấn này: vô thường, khổ không, vô ngã. Như chúng tôi đã thưa rất là nhiều lần, mình không chỉ xác quyết được những bài giảng nào là đúng của giáo pháp hay là thuộc về tà pháp, mà mình còn giải quyết được rất nhiều cái công việc trọng đại cho mình và cho người. Trong những cái tang lễ, chúng tôi thường sướng như là một cái sự nhắc nhở chính mình, nhắc nhở cho hương linh và thân nhân của người chết, tức là tang quyến. Đó là tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà.
qua lại ba đường cùng sống cõi muốn vãng sanh thì niệm Phật A Di Đà để được sanh về cõi Phật. Xin mọi người khuyến thỉnh hãy cùng nhau thực hiện lời dạy của Đức Phật bằng cách niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà một cách nhất tâm bất loạn. Hãy phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Thọ trì năm giới không tốn một đồng nào, không phải tiêu phí quá nhiều năng lực, cũng không phải là vượt lên trên cái khả năng của mỗi một chúng ta. Ngược lại, nó giúp giải quyết tất cả những cái xung đột, những cái khó khăn, những cái cuộc chiến, dù là cuộc chiến đối với tự thân hay là tha nhân. Do vậy mà quý vị đã có cái duyên lành đối với Phật Pháp. Ngày hôm nay quý vị vốn tập về đạo tràng diệu pháp này để chúng ta cùng nhau ôn lại những lời dạy của Đức Phật, chúng ta cùng nhau thực hiện những lời dạy của Đức Phật và hồi hướng công đức lành này cho chư hương linh, giúp chư hương linh người thân của quý đạo hữu được siêu sinh về miền Phật quốc. Và chúng ta cùng hồi hướng công đức lành này để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Xin kính chúc quý đạo hữu được sống lâu, được mạnh khỏe và nhất là thành tựu một cách tốt đẹp những cái ước vọng tốt đẹp nhất của mình, đặc biệt là Bồ Đề Tâm của quý đạo hữu mỗi ngày một tăng trưởng. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Và bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng công đức. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.